Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Toán lớp 8 sách cánh diều, bài 2 phần tiếp theo. Ở đây các em có thể theo dõi toàn bộ video về chương trình môn Toán lớp 8 sách cánh diều được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Rồi trong video hôm nay, chúng ta sang phần 4 La mã chia đa thức cho đơn thức. 2. Phép chia hết một đa thức cho một đơn thức. Hoạt động 7. Tính tích đơn thức 3xy nhân với đa thức x cộng y. Rồi chúng ta sẽ nhân như sau. Các em lấy đơn thức 3xy nhân với từng đơn thức của đa thức x cộng y. Rồi trước hết là các em lấy 3xy này nhân với x này cộng với này. Ở đây là dấu cộng thì chúng ta cộng với này. 3xy nhân với y. Rồi. Hệ số ở đây là chỉ có một số 3 thôi. Biến x nhân với biến x. X nhân x bằng x mũ 1 cộng 1 tức là bằng x mũ 2 nhân với y. Tương tự chỗ này. Ở đây chỉ có một số 3 thôi thì các em viết số 3 này. X này. Y các em nhân với y. Y nhân y thì bằng y mũ 2 tức là y bình phương. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng. Ở đây các em hiểu 3 nhân 2 bằng 6. Vậy ta nói 6 chia hết cho 3. 6 chia 3 bằng 2. Rồi tương tự ở đây. Các em hình dung này. 3 đúng không? 3xy thì các em coi như là 3. 3 này. X cộng y các em coi như là 2. 3 nhân 2 bằng 6. Vậy ta nói 6 chia hết cho 3. Được chưa? Ta nói 6 này chia hết cho 3. Ta nói đa thức 3x bình phương y cộng 3xy bình phương chia hết cho đơn thức 3xy. Và chúng ta có phép chia đa thức này này chia cho đơn thức này này thì bằng bằng x cộng y. Có phải là 3 nhân 2 bằng 6. Vậy 6 6 đây chia 3 thì bằng 2 tức là bằng x cộng y. Rồi ở đây các em hình dung đa thức A chia hết cho đơn thức B. Nếu chúng ta tìm được đa thức Q sao cho A bằng B nhân Q. Tương tự như trên, ta nói đa thức nhiều biến A chia hết cho đơn thức nhiều biến B. B khác không. Nếu tìm được đa thức Q sao cho A bằng B nhân Q. Như vậy chúng ta có nhận xét đa thức A chia hết cho đơn thức B, B khác không. Khi mỗi đơn thức của A chia hết cho B, mỗi đơn thức của A chia hết cho B. Từ nhận xét này thì chúng ta có quy tắc muốn chia đa thức A cho đơn thức B. Và các em lưu ý là trường hợp A chia hết cho B. Ta chia mỗi đơn thức của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau. Được chưa? Muốn chia đa thức A này cho đơn thức B này. Ta chia mỗi đơn thức của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau. Để cụ thể hơn thì chúng ta sang ví dụ 9. Tìm thương trong phép chia đa thức này cho đơn thức 5x bình phương y bình phương. Rồi ta có phép chia đa thức cho đơn thức. Thì các em sẽ chia như sau. Chúng ta lấy mỗi đơn thức của cái đa thức này chia cho đơn thức 5x bình phương y bình phương. Rồi cộng các kết quả lại với nhau. Đầu tiên
là 15 x mũ 3 y mũ 2. Chia cho 5x bình phương y bình phương. Ở đây là dấu trừ thì các em đặt là dấu trừ. 20x mũ 2 y mũ 3. Chia cho 5x bình phương y bình phương. Ở đây là dấu cộng thì các em đặt là dấu cộng. 25x mũ 4 y mũ 4. Chia cho 5x bình phương y bình phương. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta chia. Ở đây trước khi chia thì các em cần phải ghi nhớ. X mũ m chia cho x mũ n. Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Ta lấy số mũ trừ đi số mũ và giữ nguyên cơ số bằng x mũ m trừ n. Được chưa? Trong đó m n là các số tự nhiên khác không và m lớn hơn n. Rồi cụ thể ở đây. Chia đơn thức cho đơn thức. Ta lấy hệ số chia cho hệ số. 15 chia 5 bằng 3. Đối với phần biến thì các em lấy lũy thừa của biến x chia cho lũy thừa của biến x. Lũy thừa của biến y chia cho lũy thừa của biến y. X mũ 3 chia x mũ 2 bằng x mũ 3 trừ 2, tức là bằng x mũ 1. X mũ 1 thì các em chỉ viết là x thôi. Lũy thừa của biến y chia cho lũy thừa của biến y. Rồi, y mũ 2 chia cho y mũ 2 thì bằng 1. 1 thì các em không cần phải viết. Tiếp theo là trừ. Hệ số chia cho hệ số. 20 chia 5 bằng 4. Phần biến chia cho phần biến. Các em lấy biến x chia cho biến x. X mũ 2 chia x mũ 2 bằng 1. 1 thì các em không cần phải viết. Y mũ 3 chia cho y mũ 2 bằng y mũ 3 trừ 2, tức là bằng y mũ 1. Y mũ 1 thì các em viết là y thôi. Rồi, tiếp theo là chỗ này. Các em làm tương tự, ta lấy 25 chia 5 bằng 5. X mũ 4 chia cho x mũ 2 bằng x mũ 4 trừ 2, tức là bằng x mũ 2. Y mũ 4 chia cho y mũ 2 bằng y mũ 4 trừ 2, tức là bằng y mũ 2. Rồi, đây chính là kết quả cuối cùng. Ta kết luận, thương trong phép chia đa thức cho đơn thức là 3x trừ 4y cộng với 5x bình phương y bình phương. Rồi, tiếp theo là các em sang phần luyện tập và vận dụng 7. Tìm thương trong phép chia đa thức cho đơn thức. Rồi, các em làm tương tự như ví dụ 9. Ta có đa thức này, chia cho đơn thức 3x mũ 3 y mũ 3 bằng. Các em lấy mỗi đơn thức của cái đa thức này, chia cho đơn thức 3x mũ 3 y mũ 3, rồi cộng các kết quả lại với nhau. Trước hết là đơn thức này, chia cho đơn thức này. Đơn thức, chia đơn thức. Ở đây là dấu trừ thì các em đặt là dấu trừ. Đơn thức chia đơn thức. Đặt dấu trừ này. Đơn thức này. Chia đơn thức này. Ở đây là dấu cộng thì các em đặt là dấu cộng. Đơn thức này. Chia cho đơn thức này. Rồi. Hệ số chia cho hệ số. 12 chia 3 bằng 4. X mũ 3 chia x mũ 3 bằng 1. 1 thì các em không cần phải viết. Y mũ 3 chia y mũ 3 bằng 1. Trừ đi. Hệ số chia hệ số. 6 chia 3 bằng 2. X mũ 4 chia cho x mũ 3 bằng x mũ 4 trừ 3, tức là bằng x mũ 1. X mũ 1 thì các em chỉ viết là x thôi. Y mũ 3 chia cho y mũ 3 thì bằng 1. Cộng với 21 chia 3 bằng 7. X mũ 3 chia x mũ 3 bằng 1. Y mũ 4 chia y mũ 3 bằng y. Rồi đây chính là kết quả cuối cùng. Chúng ta kết luận. Vậy thương trong phép chia đa thức
cho đơn thức là 4 trừ 2x cộng 7y. Rồi phần bài tập thì các em có thể theo dõi trong các video tiếp theo, được thầy giáo đặt trong phần danh sách phát ở cuối video này. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.